Những điều tối thiểu mà bất cứ một đứa trẻ nào cũng có quyền được nhận là tình yêu thương của bố mẹ. Bỗng chốc, cả hai anh em đều bị tước đoạt. Những thứ bạn bè cùng trang lứa đang có thì với các em giờ chỉ còn là ký ức. Đôi lúc chúng tôi tự hỏi, sức mạnh nào đã giúp những đứa trẻ này đủ sức vượt qua được cú sốc, đủ sức quật ngã bất kỳ ai này. Lúc mà con bị ốm, rồi hôm con bị bỏng tay, mẹ luôn làm cho con khỏi. Còn có khi bố còn trêu con, nhưng mà bố rất thương con. Hôm đó bố nhớ mẹ con quá nên bố bắt bố mua vé tàu rồi bố về đi đón con. Đó, con tưởng là mẹ đi đón, nhưng mà ra cổng trường thấy bố đi xe máy, con sẽ bảo bố về rồi à. Xong rồi bảo bố nhớ mẹ con quá nên bố mua vé tàu bố về. Hôm vừa rồi tôi có liên lạc được với con rồi, mà hắn bảo có gì Tết rồi ra Tết rồi con mới lên thăm bố được. Cái này tôi mới được liên lạc được với cháu, để qua cái số điện thoại của thằng em cho số điện thoại liên lạc với cháu. Thì cháu nó hẹn bảo là có gì thì bố cứ cải tạo đi, rồi ra năm rồi con lên con thăm bố. Bây giờ con không có tiền lên thăm. Thư gửi bố yêu mến. Bố yêu mến, đã lâu lắm rồi con không được gặp bố. Con rất nhớ bố. Con mong là con sẽ được gặp bố. Và con, bố và anh sẽ được đoàn tụ như ngày trước. Bố ơi, bố, nhớ cải tạo tốt nhé. Rồi bố đón bọn con về. Con và anh nhớ bố rất nhiều. Con rất nhớ bố. Con của bố. Sự chứng kiến của con về cái lúc xảy ra sự việc ở gia đình ấy, nên là nó có ăn sâu vào cái tâm trí tư tưởng. Nên hiện nay thì con nó chưa vượt qua được cái khó khăn về mặt tư tưởng, về áp lực tư tưởng.